Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một siêu phẩm siêu nhiên, siêu tâm linh khó tin về động vật nha. Có sóc ốc hay là không, khi mà cá sấu lại biết ăn chay niệm Phật tu hành suốt 70 năm, rồi cả một đàn voi đi bộ 12 tiếng chỉ để từ giả ân nhân của mình, rồi còn đáng sợ hơn là cá thành tinh quay lại báo oán làm biến dạng cả một vùng đất luôn. Ngay bây giờ cùng thế kỷ 22 điểm qua Nghi và Lương cho nóng nha, vô! Những hiện tượng khó tin, tâm linh khó tả về động vật. Bắt cá tinh, hôm sau núi lở hiện hình cá. Chuyện lạ có thật này xảy ra như một cuốn phim. Nếu ai tin vào luật hoa quả thì chắc chắn nghĩ đây là điềm báo, cá tinh trả thù. Tuy nhiên nếu ai chưa tin vào chuyện tâm linh thì chắc cũng không khỏi ngạc nhiên tới hiện tượng trùng khớp, trùng hợp đến đáng sợ này. Chuyện lạ như thế này, vào ngày 5 tháng 10 năm 2013, đập chứa nước ở quận Hoàng Nham, thị trấn Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xả lũ với quy mô lớn. Hôm đó, dòng nước lũ chảy ra khỏi đập cuốn theo hàng ngàn con cá, gồm cả cá mè hoa, cá chép bạc, cá đủ thể loại. Theo những người có mặt tại hiện trường, khoảng 200 đến 300 người dân quanh vùng chạy đến bắt cá, hai bên cầu và hai bên bờ sông đông nghịt người luôn. Chỉ với các dụng cụ đơn giản như là xô, chậu, gậy gọc và các loại dụng cụ khác nhau để vớt cá mà người dân có thể bắt được những con cá tươi ngon với trọng lượng lớn. Đáng chú ý là trong những con cá được bắt có một con cá chép bạc khổng lồ được người dân gọi là cá thành tinh. Cân nặng của nó lên đến 80kg, dài gần chiều cao của một người trưởng thành. Hai người đàn ông khỏe mạnh phải dùng cây tre xuyên qua miệng và mang mới có thể khiêng được con cá này về nhà. Đến hơn 19 giờ, trời dần tối, mọi người mới lần lượt ra về. Đó là một ngày nhộn nhịp khi hàng trăm người dân nô nức thu hoạch cá về nhà. Điều trùng hợp là không lâu sau đó, một vụ sạt lở xảy ra trên sườn núi tại khu vực hồ chứa đã tạo thành hình thù kỳ lạ giống hệt như một con cá vừa vặn. Rồi con đường cắt ngang núi lại giống như chiếc cọc tre xuyên qua mang cá. Hình ảnh này từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân Trung Quốc và cả Nhật Bản. Một vài người cho rằng con cá to như vậy chắc chắn là thành tinh hay là tu luyện, bắt được thì thả đi là thưởng sách, đem về chỉ có sợ gặp đại họa. Bất luận đây là sự vô tình hay là cố ý thì con người đều nên có lòng kính sợ trước thiên nhiên mà không phải một mực chiếm đoạt hay là mưu cầu lợi ích từ đó. Nhiều nhà ngoại cảm cũng nhắn gửi trước hiện tượng trên rằng là trái đất rộng lớn của chúng ta không thiếu những địa danh hùng vĩ, tráng lệ thâm sâu và dường như sẽ có những vị thần canh giữ. Nếu một nơi nào đó xảy ra biến động mạnh, đó có thể là một lời cảnh báo. Lúc này nếu chúng ta không suy nghĩ và cảnh tỉnh bản thân về chuyện đã qua, có lẽ thảm họa sẽ ngày càng lớn hơn. Đàn voi đi bộ 12 tiếng từ biệt ân nhân. Thiệt sự có rất nhiều câu chuyện kể rằng voi chính là loài động vật có tính người. Và thế kỷ 2 nghĩ sự việc sau đây cũng chính là một ví dụ điển hình, chính xác đến khó tin. Voi cũng biết báo ân. Chuyện bắt đầu từ ông Lawrence Anthony, là một nhà bảo tồn động vật nổi tiếng. Ông là chủ sở hữu và cũng là người phụ trách công tác bảo tồn tại khu bảo tồn Thula Thula ở Nam Phi. Ban đầu thì voi không nằm trong kế hoạch bảo tồn của Anthony, nhưng vào năm 1999, ông nhận được đề nghị đặc biệt, đó là thu nhận một đàn voi hoang dã gồm có 7 con. Điều đáng nói ở đây là đàn voi này là thủ phạm tàn phá khắp cả vùng KwaZulu-Natal ở Nam Phi. Bởi vậy, nếu không thể thuần phục, người ta định sẽ bắn chết đàn voi để bảo vệ khu vực vì an toàn là trên hết. Có 7 con tất cả, trong đó có cả voi con và voi ở tuổi thiếu niên. Ông là hy vọng duy nhất về việc thu phục đàn voi này giúp cho chúng sống sót. Theo lẽ thông thường thì ông đã có thể từ chối, nhưng vì biết đây là cơ hội sống sót cuối cùng của mấy con voi nên ông đã mở cửa khu bảo tồn chào đón 7 con voi này. Nhiều năm về sau, Anthony trở thành người thân của đàn voi. Ông dạy voi ngoan ngoãn hiền lành hơn, còn voi thì cho ông học hỏi được sự trung thành, yêu thương đồng loại. Dần dà đàn voi này coi Anthony như là một thành viên trong đàn của mình vậy. Thế rồi 13 năm sau, đàn voi từ 7 con phát triển lên thành 21 con. Nhưng cũng chính thời gian đó, năm 2012, ông Anthony qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Không biết bằng cách nào mà đàn voi này biết được Anthony mất. Trong vòng 12 giờ, đàn voi lặng lẽ băng qua những bụi cây ở Azuland để đến nhà của Anthony để nói lời từ biệt. Được biết, khi đến nơi thì đàn voi này quanh quẩn ở đó khoảng 2 ngày trước khi quay trở lại khu bảo tồn. Vợ của ông Anthony cho biết, đàn voi của ông hàng năm vẫn ghé thăm căn nhà của bà vào đúng ngày giỗ của ông Anthony, dường như chỉ để bày tỏ lòng kính trọng.
Không ai lý giải nổi được tại sao mà đàn phô này lại biết Anthony mất và làm sao nhớ được ngày giỗ của ông. Và vợ của ông Anthony tin rằng giữa chồng bà và đàn voi có một mối liên kết kỳ lạ. Chuột biết lễ Phật. Cuối cùng nhưng cũng là một chuyên mục tâm linh siêu nhiên không kém, thú biết lễ Phật. Vào ngày 11 tháng 1, sư thầy Thích Châu Đạt tại chùa Kỳ Viên, thành phố Đà Nẵng đã đăng lên mạng xã hội một đoạn video clip với tựa đề là Chuột lễ Phật. Cảnh tượng này được ghi tại Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, gây xôn xao dư luận luôn. Theo đó, có một chú chuột nhắt kỳ lạ, không biết từ đâu đến mà chạy vào sân chùa, đứng thẳng người trên hai chân sau, hướng mặt vào cửa chùa và chắp tay vái lại Phật lia lịa. Chú chuột không sợ hãi hay là quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mà chỉ hướng về cửa Phật và chắp tay vái lại như muốn sám hối một điều gì đó. Nhưng người chứng kiến sự việc này không khỏi là ngạc nhiên và ngưỡng mộ hành động quái lạ nhưng cũng khá là thú vị của chú chuột, có vẻ như là đắc đạo. Người ta thử lấy một quả táo đặt bên cạnh nhưng chú chuột này vẫn đoạn tuyệt và nói không với trái táo này, chỉ biết chắp tay vái lại liên tục. Theo một số người, chú chuột kỳ lạ này rất là dạng, không biết sợ như những chú chuột bình thường khác. Khi có người, chó, thậm chí là cá mèo đến gần nhưng mà chú chuột này vẫn tỏ ra bình thản và cứ chắp tay lạy lạy và lạy trong lúc tiếng tụng kinh niệm Phật ở chùa vang lên. Được biết, Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm được xây dựng trên nền chùa Phúc Linh Tự có từ thời Trần, cách đây khoảng 700 năm. Sự việc kỳ lạ trong đoạn clip chưa từng xảy ra hoặc là chưa từng được phát hiện trong lịch sử của ngôi chùa này. Đúng là kỳ lạ hết chỗ nói, điềm lành, điềm lành. Cá sấu ăn chay tu hơn 70 năm. Cái đồ nước mắt giả, cái đồ máu lạnh. Nghe mấy câu này là biết ngay nói tới một cái loài được mệnh danh là ác nhất nhì thế giới động vật rồi đúng không? Mặc dù là loài này có máu lạnh, ăn tươi nuốt sống người ta thiệt, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ đó các bạn. Các bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi mà điểm qua câu chuyện sau. Cá sấu cũng có đít, có đát. Ngôi đền Sri Anantapura ở phía bắc Ấn Độ hiện đang là nhà của một con cá sấu ăn chay có tên là Babija. Được biết, con vật này sống ở đây suốt 70 năm rồi. Nếu mà tính thời gian tu luyện thì em này chắc cũng sắp thành chính quả. Đáng nhẽ chuyện tu hành của con cá sấu này chỉ diễn ra trong im lặng, nhưng vào một dịp định mệnh, có người đến đền cúng lạy và đã phát hiện ra câu chuyện hy hữu. Hình ảnh con cá sấu cỡ lớn sống bên trong ngôi đền được các hãng truyền thông đưa tin khiến cho ngôi đền Hindu giáo này trở nên nổi tiếng và thu hút khách du lịch. Thực ra, con vật này vốn sống trong chiếc ao nhỏ ở khuôn viên trong đền và rất ít khi bò ra ngoài. Hằng ngày nó được các sư thầy mang đồ ăn tới, tất cả đều là đồ chay. Theo vị sư đại diện ngôi chùa thì cá sấu Babija ăn 2 bữa một ngày. Nó chỉ ăn thức ăn chính, khoảng 1 kg gạo và không ăn thịt. Chế độ ăn chay này được duy trì hơn 70 năm luôn. Được biết, Babija thuộc loài cá sấu Mucker hay còn gọi là cá sấu đầm lầy. Không ai thật sự biết con vật này đến ngôi đền từ khi nào và bằng cách nào, nhưng do thời gian quá lâu khiến cho mọi người đều coi đây là một phần của đền. Thậm chí các nhà sư còn coi loài bò sát này là một thực thể linh thiêng. Đáng ngạc nhiên hơn, sinh vật này chưa từng tấn công người hay là các động vật trong ao. Điều này hoàn toàn trái ngược với chế độ ăn của loài cá sấu đầm lầy. Đó, các bạn thấy sao? Nổi hết cả da gà luôn chưa? Có biết thêm trường hợp nào tương tự nữa thì comment ngay bên dưới cho Thế Kỷ 22 biết với nha. Và đừng có quên nhấn nút like, share, subscribe và nhấn luôn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!